Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Cổ Gia Vũ. Thì cảm ơn các bác rất nhiều đã tin tưởng và đặt những câu hỏi hay là những câu comment cho em ở trong cái chương trình các bác hỏi và trả lời được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube của Đồ Cổ Gia Vũ. Thì hôm nay em lại có được vinh dự nhận được một cái câu comment khá là hay của một bác khách khi mà nói đến về cái dòng gỗ hương các bác. Bác có bảo rằng là nghe nói gỗ hương đỏ là vua, thế gỗ hương đá là hoàng hậu à? Đấy, thì đây là một cái comment khá là hay. Thì em nghĩ đây là một cái câu đùa của bác khách thôi, chứ để mà nói so sánh giữa thằng gương đỏ và thằng cũ hương đá thì hai thằng này có những cái chiều phái hay là những cái giá cả hay là những cái ưu điểm nhược điểm nó khá là chênh lệch nhau các bạn. Và em đã có rất nhiều video so sánh về hai cái dòng vốn này rồi, thì hôm nay em xin chia sẻ thêm về hai cái dòng vốn này các bác nhé. Thì đầu tiên các bác phải hiểu rằng cũ hương đỏ và cũ hương đá đây em so sánh trong video này là đều là dòng gỗ được nhập khẩu từ Nam Phi. Đấy, một thằng gọi là hương đỏ Nam Phi và có những cái tên gọi khác như là hương huyết, hương ba đúc hay là gỗ ba đúc các bạn nhá. Còn một thằng nữa là thằng hương đá Nam Phi thì chỉ có một cái tên duy nhất là gọi là hương đá Nam Phi thôi các bạn. Thì hai cái thằng này thuộc hai cái lĩnh vực, thuộc hai cái phân khúc khác nhau. Thằng hương đỏ của Nam Phi thuộc dạng những cái thằng có phân khúc giá trung bình, các bạn nhớ kỹ này, có phân khúc giá trung bình. Còn thằng hương đá thuộc dạng phân khúc cao cấp các bạn nhá. Nếu mà trên mạng các bạn tìm kiếm, các bạn gõ gỗ hương đá ra thì có rất nhiều những cái siêu phẩm có giá trị cực kỳ là cao của dòng gỗ hương đá. Tại vì ưu điểm của thằng này là cho vân đẹp, chất gỗ tốt, to mịn, đấy, nên giá cả của nó cực kỳ là cao. Sở hữu ở đây là những cái bộ ghế này, những cái bộ sập ngựa, chiếu ngựa này, hay những cái bộ trừng kỷ, bộ sập ngồi có giá trị cực kỳ là cao, tại vì cái hàng vân nó cực kỳ là đẹp. Các bạn có thể lên mạng và tìm kiếm và xác thực lại cho em coi nhá. Nếu đúng thì các bạn hãy comment xuống bên dưới là đúng coi nhá. Còn quay sang với cái thằng gỗ hương đỏ của Nam Phi được mệnh danh là vua của các loại gỗ ấy, thì cái điều này là sai các bạn. Đấy, thằng này thuộc cái phân khúc trung bình, chuyên làm cho những cái hàng phổ thông. Ví dụ ở quê hương Nam Định của em đấy, làm những cái hàng của gỗ hương đỏ này thì chủ yếu gọi là hàng phổ thông, còn có một cái tên gọi nó gọi là hàng chợ các bạn. Đấy, chuyên làm hàng chợ với dòng gỗ hương đỏ hương ba đúc này, bởi vì giá trị nó khá là rẻ, gỗ nó xốp mềm và cái thằng này ấy, dễ giòn giòn dễ gãy các nhá. Đấy là dòng hương ba đúc hương đỏ nó là như vậy. Nhưng mà cái ưu điểm của dòng hương đỏ này thì lại có một cái điểm điểm nổi trội là đường kính thân cây nó khá là to, khá là nặng các bạn. Và đặc biệt là thằng này có một cái mùi hương đặc trưng coi nhá. Đấy, người bác nào mà ngửi được cái mùi hương này thì nó rất là tốt. Đấy, nó đặc trưng với từng người, nhiều người thì sẽ thấy nó không tốt các bạn. Và được sử dụng nhiều và giá trị nhiều nhất của cái thằng gỗ hương đỏ này là người ta làm lục bình. Đấy, những cái lục bình 1m6, 1m8, 2m hay là hơn 2m thì tiện lục bình bằng gỗ hương đỏ này thì có cái giá trị nó khá là ổn. Đấy, nó phù hợp với cái nhiều người các bạn. Còn về làm đồ thờ và nội thất phòng thờ với mẫu bàn án giang, đấy, ví dụ cùng kích thước như là chân 14, dài 2m17, cao 1m27, rộng là 1m07, thì giá cả chênh lệch giữa thằng hương đá và thằng hương đỏ này nó chênh lệch nhau khoảng 3 đến 4 triệu, tùy thuộc vào những cái đơn đặt hàng của từng bác khách coi nhá. Tại vì ví dụ bác chọn thằng gỗ hương đá loại 3 mà so sánh với thằng hương đá, so sánh với thằng gỗ hương đỏ loại 1 thì giá cả nó cũng có sự chênh lệch với nhau, nhưng mà nó không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà nếu các bác so sánh giữa thằng hương đá loại 3 và thằng gỗ hương đỏ loại 3 thì giá cả nó chênh lệch với nhau cũng khá là nhiều các bác nhá. Nên là các bác đi mua hàng, các bác nhớ kỹ là mình mua cái dòng gỗ nào, chọn gỗ như thế nào thì nó mới phù hợp các bạn. Chứ nhiều nơi, nhiều cơ sở người ta cứ ao ước là nhận xét cho bác là dòng gỗ hương đá hay là dòng gỗ đỏ, nhưng mà hay là dòng gỗ hương đỏ, nên là nhiều lúc là các bác sử dụng hay là làm những cái hàng nó không được tốt, vốn không được tốt, không được chất lượng thì giá cả nó rẻ, và mình thấy đấy, mình lại lấy thế mình đi so sánh với những cơ sở khác thì cái đó nó là không không đúng đấy các bạn. Đây các bác phải nhớ kỹ cho em là như vậy. Và các bác phải hiểu thêm ấy, là ưu điểm của thằng hương đá thì nhiều bác biết rồi đúng không ạ? Nhiều bác biết ưu điểm về thằng hương đá rồi ạ, và được sử dụng phổ biến rồi. Và cái hương đỏ, em thêm một cái ưu điểm nữa cho các bác, đó chính là về cái mức độ phổ biến của thằng hương đỏ. Đấy, thằng này được sử dụng cực kỳ là nhiều, từ làm tranh, coi như làm tranh, đấy, lục bình, đồ thờ, nội thất phòng thờ, đấy, bàn ghế cũng có hết tất cả luôn. Đấy, nội thất kể cả giường cũng nhiều nơi làm bằng gỗ hương đỏ luôn, kể cả tủ quần áo vậy. Nên là mức độ phổ biến của hai thằng này đấy, nó sẽ ngang nhau, em thấy là như vậy, nó sẽ ngang nhau. Nhưng mà về giá trị và về độ phổ biến thì thằng hương đá Nam Phi nó sẽ nhỉnh hơn các nhá. Đấy, nên là các bác nào đi mua hàng thì các bác phải phân biệt được gỗ hương đá và
gỗ đỏ của Nam Phi nó như thế nào để mình đi mua hàng mình xuống tiền cho nó chính xác nhất các bác nhá. Còn về cái quan điểm là hương đỏ Nam Phi là hoàng hậu, hương đá của Nam Phi à, hương đỏ của Nam Phi là vua của các loại gỗ, hương đá của Nam Phi chỉ là hoàng hậu, thì cái quan điểm này là sai, cần phải sửa lại ngay các bác nhá. Đây là các bác xem và cân nhắc những cái kiến thức ở trên mạng thì các bác phải chú ý chứ không tránh những cái hiện tượng sai lầm, thì cái điều đó nó rất khó và nó mang lại cho mình những cái kết quả khi đi mua hàng mình xuống tiền sai thì nó ảnh hưởng về sau này các bác. Thì các bác nào thấy video này hay đấy, hay là các bác có những cái thắc mắc, nó có những cái băn khoăn nào về gỗ thì các bác cứ comment xuống phần bên dưới cho em sẽ trả lời từng cái thắc mắc đấy cho các bác vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ các bác nhá. Xin chào các bác.